việc với các cái lệnh tô màu ở trong Illustrator. Tuy nhiên là khi chúng ta đề cập tới cái phần mà tô truyền ở trong Illustrator thì có hơi ít cái kiểu tô. Nếu mà so sánh nó với lại một số các trình hình khác, ví dụ như là Photoshop hoặc là ví dụ như Corel chẳng hạn, thì Illustrator có vẻ cung cấp ít các kiểu tô truyền hơn so với lại các cái chương trình kia. Khi mà chúng ta làm việc làm một cái thao tác tô truyền đó, thì chúng ta sẽ chỉ thấy có hai kiểu thôi, đó là kiểu linear và kiểu radial. Đấy, trong khi Photoshop thì nó cung cấp mà nhiều dạng hơn, linear cũng có, radial cũng có. Nó có một cái biến thể nữa là tô theo hình nón này, rồi tô theo hình vuông này, rồi tô kiểu lật này. Thì trong các chương trình thì Photoshop nó cung cấp nhiều nhất, Corel thì cũng gần gần như thế, nó chỉ kém có cái tô lật thôi so với lại Photoshop thôi. Nhưng mà Illustrator thì hơi đặc biệt, nó chỉ cung cấp cho chúng ta có hai kiểu. Đấy, nó cung cấp cho chúng ta hai kiểu thôi. Như vậy thì nó sẽ, khi mà chúng ta muốn tô những cái dạng khác thì tô thẳng ở trong cái phần gradient này thì chúng ta không có option. Đấy, chúng ta không có option. Thế thì làm thế nào để mà chúng ta tô được, ví dụ như là tô nón chẳng hạn, hay là một cách khác gọi là tô angle, tô theo góc xoay. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen với lại cái kiểu tô đó. Đây, chúng ta cùng nhau xem nhé. Để mà tô theo kiểu góc xoay thì chúng ta sẽ làm thử một cái ví dụ như thế này. Như vậy là tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái cách giả lập. Trong cái bài này chúng ta sẽ cung cấp một cách giả lập về tô chuyển theo kiểu tô nón, và chúng ta cũng làm quen thêm một cái khái niệm nữa là cái khái niệm tạo mặt nạ để che chắn một cái phần hình ảnh ở trong Illustrator. Thế trước tiên là chúng ta sẽ xem cái công thức gọi là giả lập tô chuyển theo kiểu nhóm đã. Hình nhóm thì bắt nguồn của nó thì nó theo là tô theo kiểu hình tròn này, nhưng mà tô theo góc xoay. Vậy thì chúng ta sẽ làm quen như sau. Các bạn hãy vẽ một cái hình tròn như thế này đó. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng các cái công cụ nào đó để vẽ được một đường thẳng. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta sử dụng cái đường như thế này chẳng hạn. Đây, tôi trả cái này về tôi bình thường đi. Sau đó thì chúng ta sẽ gióng hàng các cái đối tượng này. Sau khi gióng hàng xong thì chúng ta sẽ tiến hành là quay cái đối tượng này. Để quay thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ Rotate, nhập đúp chọn công cụ. Sau đó thì chúng ta sẽ xác định góc quay, ví dụ như là tôi cho quay 15 độ chẳng hạn. Và chúng ta sẽ xem là cái đối tượng này nó quay bao nhiêu. Sau đó thì chúng ta nhấn copy. Vậy là chúng ta sẽ có một cái đường được quay theo yêu cầu của chúng ta là 15 độ. Tiếp tục thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh Ctrl D để chúng ta lặp lại các cái thao tác này. Như thế là chúng ta đã tạo ra được một loạt các cái đường mà quay đồng tâm, và nó chia cái hình tròn của chúng ta thành nhiều mũi như thế này. Thế thì quay trở lại với lại cái khái niệm cũ thì chúng ta có phần lệnh là phần Shape Builder Tool. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tất cả các cái đối tượng hiện có trên màn hình, và chúng ta sẽ sử dụng công cụ Shape Builder Tool để chúng ta sẽ tô thành các mũi màu khác nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái bảng Stretches này để chúng ta tô màu. Ở đây thì cái màu tô chuyển thì thường thường là nó sẽ có một cái dải màu nó tương đối là liền lạc, cho nên các bạn cũng nên là tô giúp tôi là theo cái cách là những cái dải màu mà nó liền nhau ở trong cái cửa sổ Stretches này thì nó sẽ dễ dàng ăn nhập vào với nhau hơn. Và chúng ta sẽ tô theo cái cách là đối nhau như thế này. Mục tiêu là gì? Bài này vừa nói về cái cách giả lập tô chuyển, đồng thời lại nói thêm một cái phần nữa về cái cách
cách để mà tả mục tiêu là chúng ta giả giả lập, chúng ta vẽ một cái đĩa CD chẳng hạn. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm như sau: tô các mũi màu này làm sao cho nó có cái tính chất là liền mạch trong chuỗi màu, đồng thời là nó có tính chất là đối nhau thông qua tâm như thế này. Và nếu như mà mục tiêu mà hướng tới là làm cái đĩa CD thì nên có một cái phần màu ghi ở trong đó, nó sẽ giống như là cái phần trắng ở mặt đĩa. Thế đến đây thì chúng ta đã có một cái chuỗi màu, một cái bánh xe màu như thế này rồi. Đến đây thì chúng ta sẽ xóa bỏ tất cả những cái phần thừa này đi bằng cách là các bạn vẽ ra những cái marquee như thế này, chạm vào các cái đầu thừa này và chúng ta xóa bỏ nó đi. Thì cuối cùng cái còn lại đó là một cái, chúng ta còn lại một cái bánh xe màu được chia ra thành các múi hướng tâm như này. Việc tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn toàn bộ các đối tượng này và chúng ta chọn phần stroke. Các bạn hãy hủy bỏ cái đường viền màu đen này đi. Thì đến đây trông nó sẽ như thế này. Thế thì về mặt hướng thì nó cũng đã tạo ra một cái xu hướng là hướng tâm hay là chia góc, giống như là cái phép tô angle hoặc là tô tô góc ở trong Photoshop hoặc là các cái chương trình như Corel chẳng hạn. Thế nhưng mà các cái múi màu này hiện tại nó vẫn đang rất là rời, nó chưa có độ nhuyễn vào với nhau. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó nhuyễn vào với nhau bằng cách là sử dụng sự trợ giúp ở trong menu Effect. Để làm cái việc này thì các bạn hãy chọn giúp tôi, đó là chọn hết tất cả. Sau đó thì chúng ta vào menu Object và chúng ta group lại để cho cái đĩa hình tròn này, cái bánh xe màu tròn này nó thành một thể. Đấy. Sau khi chúng ta thực hiện group thì chúng ta bắt đầu làm việc với lại cái Effect. Để thực hiện thì chúng ta sẽ vào Effect. Trong Effect này thì chúng ta sẽ vào phần blue. Trong blue này thì chúng ta sẽ vào phần radiant blue. Đây là một cái lệnh mà nó sẽ làm nhòe các đối tượng theo cái cách là xoáy các cái đối tượng được chọn đây. Và các bạn quan sát radiant blue ở đây thì chúng ta sẽ có hai kiểu, một là kiểu spin và hai là kiểu zoom. Zoom thì nó sẽ đi theo kiểu hướng tâm, còn spin này thì nó sẽ tạo ra cái xoáy tròn. Và ở cái tham số amount này các bạn có thể là tăng nó lên để cho nó tạo cái hiệu ứng blue theo vòng tròn, nó mạnh hay nhẹ thì tùy các bạn, đúng không? Chúng ta kéo lên càng nhiều thì cái hiệu ứng xoáy tròn này nó càng lớn. Và các bạn nhấp OK, chờ một chút để cho nó chặn. Kết quả là đây, sau khi mà chúng ta áp dụng hiệu ứng vào thì các cái vệt màu mà ở trên bánh xe màu này chúng ta thấy nó đã được cái hiệu ứng blue nó làm nhòe và nó trộn vào với nhau, thì nó trở thành một cái thể rất là thống nhất, nó không còn rời rạc từng múi một nữa. Thế thì nhìn qua như thế này thì các bạn cũng thấy là nó tương đối giống cái màu ở trong cái phần mặt đĩa CD rồi. Thế nhưng đây thì nó vẫn chưa phải là cái đĩa CD, muốn làm thì chúng ta còn phải xử lý thêm một chút nữa. Thế thì để làm được cái này thì chúng ta cần phải cập nhật thêm một cái phần kiến thức nữa, là phần kiến thức về che giấu một phần hình ảnh hay là đối tượng ở trong Illustrator. Và cái này thì nó liên quan tới cái kỹ thuật là mặt nạ. Thế thì để làm quen với mặt nạ thì tôi mở một file mới ra, chúng ta làm quen tiếp với cái khái niệm đó, sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta hoàn thiện nốt cái đĩa CD. Thế thì phần kỹ thuật mặt nạ thì chúng ta sẽ làm như sau. Đôi khi là chúng ta cần giấu một, ẩn giấu một cái gì đó đi. Ví dụ một bức ảnh, tôi nhập một bức ảnh vào đây. Trong Illustrator thì các bạn có thể nhập bức ảnh vào bằng cách là vào menu File và các bạn chọn lệnh Place. Chẳng hạn như là các bạn chọn một bức ảnh này,
À, ví dụ tôi chọn một bức ảnh. À, bây giờ tôi không muốn để cho nó là cái hình vuông như này mà tôi muốn là lấy cái hình người này ra chẳng hạn. Ví dụ như thế. Thế thì để lấy cái hình người này ra thì tôi sẽ vẽ theo cái hình người này. Ví dụ như thế này. Đây là cái demo thôi, cho nên là tôi cũng sẽ không vẽ đến sát sàn sạt theo từng chi tiết ở trên người, mà chúng ta sẽ nhìn để chúng ta hình dung ra cách làm sao để chúng ta có thể lấy được cái phần hình ảnh này ra và giấu những cái phần không mong muốn đi. Ví dụ như này. Sau khi mà chúng ta có được một hình vẽ chạy theo xung quanh cái phần hình ảnh mà chúng ta cần thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ dùng cái phần hình ảnh ở phía trên này vừa vẽ này để làm mặt nạ, và chúng ta sẽ cho cái ảnh phía dưới nó chỉ hiển thị được trong cái khung mặt nạ này thôi. Những cái phần nào nằm ngoài mặt nạ sẽ bị ẩn giấu đi. Và để thực hiện được thì quy tắc đó là gì? Mặt nạ phải nằm trên cái đối tượng bị che giấu. Bây giờ tôi sẽ thực hiện lệnh chính xác như sau. Chúng ta chọn, trường hợp này là chúng ta chọn cả hai, cả cái hình mà chúng ta vừa vẽ lẫn cái hình ảnh ở bên dưới. Sau đó thì chúng ta sẽ vào menu Object. Trong menu Object các bạn vào lệnh Clipping Mask và các bạn chọn lệnh Make. Phím tắt của nó là Control và 7. Khi chúng ta nhấn lệnh thì cái đối tượng mà chúng ta đang đặt ở trên nó sẽ được coi như là một cái mặt nạ, và hình hài của nó như thế nào, diện tích của nó như thế nào và vị trí tương ứng của nó như thế nào khi đặt ở trên một cái đối tượng ở phía sau, nằm sau nó thì nó sẽ được hiển thị đúng như thế. Tất cả những cái phần nào mà không nằm trong cái diện tích của cái hình mà chúng ta vừa vẽ thì nó sẽ bị giấu đi. Những phần nào nằm tương ứng với cái diện tích của hình mà chúng ta vừa vẽ thì nó sẽ hiện lên như thế này. Bằng cách này thì chúng ta sẽ che giấu được một phần hình ảnh nào đó mà chúng ta không không muốn. Đấy. Thế kỹ thuật thì nó chỉ đơn giản thế thôi. Tức là chúng ta cần phải có hai đối tượng này. Một đối tượng cần được che giấu một phần và một đối tượng chính là cái khuôn hiển thị. Đấy. Khuôn hiển thị phải nằm phía trên. Chọn cả hai vào menu Object và Clipping Mask và các bạn chọn Make. Đấy. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Thế còn các option khác của nó thì sao? Các bạn chọn cái mặt nạ thì các bạn có thể vào Object, các bạn vào Clipping Mask thì các bạn sẽ có ba lệnh như sau. Make thì chúng ta vừa mới nói rồi, đấy là tạo mặt nạ. Lệnh thứ hai là Release. Release thì nó sẽ tháo cái đối tượng mà vừa được làm mặt nạ ra và nó lại hiển thị đầy đủ cái bức ảnh hoặc là cái đối tượng mà chúng ta muốn che giấu. Và lúc này thì các bạn sẽ thấy là cái mặt nạ của chúng ta sau khi gỡ ra thì nó không có một cái thuộc tính nào nữa. Hình hài thì nó vẫn như thế, diện tích nó vẫn như thế. Tuy nhiên là về đường viền cũng như là màu mè bề mặt thì nó bị hủy đi, do trước đấy là nó đóng cái vai trò là cái mặt nạ rồi. Và tháo ra thì nó cũng vẫn sẽ không khôi phục lại cái thuộc tính cũ của nó. À, các bạn có thể dùng nó hoặc các bạn có thể là xóa bỏ thì tùy. Thế còn trường hợp thứ hai là như thế nào? Trường hợp thứ hai là cái lệnh dưới cùng. Đây, chúng ta lặp lại cái thao tác Clipping Mask Make. Đây. Và lệnh dưới nữa thì là cái gì? Lệnh dưới nữa là Edit Content. Tôi bấm vào đây thì nó cho phép tôi nhìn thấy được cái hình ảnh mà đang bị ẩn giấu, và tôi có thể là dịch để cho cái đối tượng này nó trượt ở bên dưới mặt nạ để cho phần nào hiện ra hay là phần nào thì đẹp giấu đi. Đấy, nếu như mà trong cái quá trình mà chúng ta đặt mặt nạ mà nó chưa khớp lắm, nó vẫn chưa được chuẩn lắm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn như thế này và chúng ta sẽ dùng cái cách là dịch cái hình ảnh làm sao cho nó khớp vào với lại cái mặt nạ đang có. Đấy, và sau khi làm xong thì chúng ta chỉ bấm ra ngoài là việc điều chỉnh vị trí tương đối của cái đối tượng được giấu vào cái mặt nạ phía trên đã được hoàn thành. Như thế là chúng ta đã biết thêm được một cái kỹ thuật, đấy là kỹ thuật tạo mặt nạ để che chắn một cái đối tượng nào đó. Thế thì cái này không những là các bạn giấu cái hình ảnh đúng không? Các bạn còn có thể là giấu bất cứ một cái gì. Tôi lấy ví dụ như là tôi có một số hình như thế này chẳng hạn. Đây.
Và bây giờ tôi sử dụng một cái hình khác, tôi làm mặt nạ chẳng hạn. Các bạn chỉ việc là chọn tất cả các đống đối tượng này, đúng không? Bất kể là bên dưới có bao nhiêu, tôi không cần quan tâm. Object clipping make thì tất cả những cái đối tượng mà nằm bên dưới mà cùng được chọn thì nó sẽ được giấu đi. Ở đây vấn đề là các bạn chọn bao nhiêu đối tượng nằm dưới. Thế thôi, chọn một đối tượng thì một đối tượng nằm dưới sẽ bị che đi bởi mặt nạ. Hai đối tượng, 10 đối tượng, N đối tượng thì nó cũng sẽ giấu đi. Vấn đề là các bạn chọn những đối tượng nào. Thế còn mặt nạ sẽ chính là cái đối tượng nằm trên cùng. Đấy. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là nó cất giấu cả, che giấu cả đối tượng vector lẫn đối tượng bitmap. Cái đối tượng nào cũng được. Thế thì bây giờ chúng ta đã biết cách rồi thì chúng ta quay trở lại với lại cái bài này. Đến cái bài này thì chúng ta đang đề ra nhiệm vụ là gì ạ? Tôi và các bạn sẽ tạo ra một cái đĩa CD. Thì cái phần màu thì chúng ta đã làm hòm hòm rồi. Bây giờ phần còn lại là chúng ta sẽ phải tạo ra được cái đĩa CD. Vậy thì chúng ta sẽ làm nó với lại cái kỹ thuật là tạo mặt nạ. Thế thì chúng ta sẽ làm mặt nạ như sau. Đầu tiên là tôi cũng cần phải tạo ra một cái hình tròn đã. Với hình tròn này thì tôi sẽ chọn nó với lại cái mặt đĩa này. Và sau đó thì tôi cũng lại giống hạt cân vào tâm. Sau khi mà chọn cân vào tâm rồi thì tôi sẽ làm tiếp cái thao tác như sau. Tôi giữ Shift và Alt. Tôi căng cái này ra một tí. Đó. Đến đây tôi có được cái hình mà tôi mong muốn rồi. Thì chúng ta làm tiếp thao tác là Ctrl C, Ctrl F để tôi nhân bản. Sau khi nhân bản xong thì giữ Shift, giữ Alt và tôi lại thu cái vòng này vào trong. Đến đây thì tôi sẽ có hai vòng, một vòng bé và một vòng to. Đó. Tôi chọn cả hai vòng và bây giờ chúng ta quay trở lại với lệnh Pathfinder. Vào Windows, vào Pathfinder. Và các bạn sẽ tìm tới lệnh Exclude. Khi các bạn chọn lệnh Exclude thì hai cái đối tượng giao nhau và nó sẽ đục ra ở cái phần giao nhau đó. Bây giờ tôi tô màu một chút để cho các bạn nhìn cho nó dễ nhé. Đây. Các bạn nhìn thấy sau khi mà chúng ta dùng hai vòng tròn đồng tâm to và nhỏ với lại cái lệnh Pathfinder thì chúng ta đã tạo được cái hình như thế này. Đến hình này rồi thì chúng ta làm gì với nó? Có hình này rồi thì chúng ta sẽ dùng chính cái hình này để làm cái mặt nạ. Chúng ta sẽ giấu cái phần màu mà chúng ta vừa làm vào trong. Chọn cả hai này. Sau đó thì vào Object này, vào Clipping này, vào Mesh này. Các bạn sẽ thấy rằng là nó chui vào trong cái mặt nạ. Và do cái mặt nạ này nó rỗng ở giữa thì cái phần mà cái đĩa đặt ở đây nó đã bị giấu đi. Thế việc còn lại thì bây giờ cũng na ná như thế. Chúng ta cũng tạo ra một vài cái hình tròn như thế này. Đó, cũng lại giống hàng lại cho nó cân này. Sau đó thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm thêm một vài cái thao tác tương tự. Đây. Đây là cái phần lỗ ở giữa của cái đĩa này, đúng không? Bây giờ Ctrl C, Ctrl F và chúng ta lại tạo ra cái phần tiếp theo. Hai cái này chúng ta lại làm lại cái Pathfinder thêm một lần nữa. Cái phần này là cái phần nhựa trong. Và để làm nhựa trong thì các bạn có lẽ là chọn lấy một cái màu có lẽ là màu ghi nhẹ như thế này đi. Sau đó thì chúng ta sẽ Ctrl Shift và mở ngoặc vuông để chúng ta giấu nó xuống dưới. Thế đến đây thì trông nó đã hơi na ná rồi, đúng không? Tôi sẽ làm thêm một cái thao tác nữa là tôi sẽ tạo một cái hiệu ứng là transparency hay là opacity để mà tôi giảm cái độ trong đục của cái phần ghi này xuống. Có lẽ là chúng ta cho nó độ khoảng 30-50% gì đó thì nó sẽ trong. Nếu như chúng ta đặt cái đĩa này lên trên một cái đối tượng nào đó thì chúng ta có thể nhìn xuyên qua được cái phần nhựa đó. Thế và bổ sung thêm một vài cái vòng tròn đồng tâm nữa, tại vì ở trên đĩa thì thường nó có những cái này. Cũng sẽ vẽ vòng tròn đi. Lúc này thì chúng ta nên nên chuyển nó sang thành dạng được viền thôi. Lại giống đồng tâm. Đồng tâm với cái ngoài hay với cái trong thì tùy các bạn. Đó. Bây giờ chúng ta điều chỉnh này, Ctrl C, Ctrl F này.
Ctrl C, Ctrl F này. Đấy, thì đến đây, sau khi mà chúng ta làm đến đây rồi thì về cơ bản chồng nó đã hòm hòm rồi. Nếu mà các bạn muốn làm cho nó có vẻ như là thật hơn một tí thì chúng ta sẽ áp dụng thêm một cái lệnh mà chúng ta đã nói hôm trước, đó là phần lệnh Effect Stylist, và chúng ta chọn Drop Shadow nhé. Chúng ta tạo cho nó một cái bóng đục. Có bóng đục thì trông nó sẽ có vẻ như là nó nổi lên hơn. Và nếu cần thiết nữa, các bạn có thể đặt cái đĩa này lên trên một cái đối tượng khác có màu hoặc là có chất liệu gì đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái độ trong của nó ở cái phần vành đĩa nhựa. Ví dụ tôi lấy một màu như này đi, đưa xuống dưới này. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái này trông nó sẽ rõ ràng hơn. Thứ nhất là có bóng thì nó nổi lên phía trên. Đấy, những cái phần trong như thế này các bạn cũng có thể điều chỉnh. Ví dụ 30% có vẻ trong quá thì các bạn có thể ra giảm ở cái này, cho lên 50% cho nó đục đục hơn một tí chẳng hạn, để chúng ta nhìn cho nó ra cái chất cái phần nhựa ở đây. Thế thì đến đây thì chúng ta đã xử lý được xong cái đề bài ngày hôm nay, đó là sử dụng các cái lệnh, các cái phương pháp đã được học và kết hợp nó một cách sáng tạo hơn một chút để chúng ta mô phỏng, chúng ta giả lập lại cái phần lệnh tô màu thay thế mà Illustrator không có, đó là tô theo kiểu tô góc hay là tô kiểu hình nón. Thế và áp dụng nó để chúng ta tạo ra một cái đĩa CD như thế này. Và trong cái quá trình thì hôm nay chúng ta cũng đề cập tới thêm một cái kỹ thuật nữa là kỹ thuật tạo mặt nạ để che chắn một cái phần đối tượng. Thế thì đến đây thì chắc các bạn sẽ dành một chút thời gian các bạn thực hiện cái này. Sau đó thì nhân cái đà mà chúng ta đang nói về cái mặt nạ đó thì tôi cũng sẽ giới thiệu tiếp một cái mặt nạ liên quan tới tô chuyển luôn. Đó là cái mặt nạ theo kiểu gọi là tô mờ dần. Thế thì các bạn làm xong thì tốt nhất là nên làm gì đã? Nên group tất cả cái phần cái đĩa này lại để cho nó trở thành một cái thể thống nhất. Chúng ta gì chúng ta kéo nó đi đâu nó cũng dễ. Thế bây giờ thì đến phần thực hành của các bạn.